Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Như thường lệ, trong phần đầu của chương trình chúng ta sẽ cùng nhìn lại những diễn biến của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 28 tháng 3. Khách mời của chúng ta là chị Đỗ Thị Thanh Hiếu, chuyên viên đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng. Xin chào chị Hiếu. Thưa chị, thì phiên sáng ngày 28 tháng 3 với cái tiền đề là thị trường đang có cái 3 phiên tăng điểm liên tiếp và đã vượt qua cái ngưỡng là 720 điểm. Vậy thì chị có thể nói thêm về cái diễn biến đáng chú ý của phiên sáng và phiên hôm nay, thì thị trường có vượt được cái ngưỡng này nữa hay không? Cái điểm đáng chú ý trong đầu là đó là những cái thông tin mà thị trường đón nhận vào đầu phiên sáng nay, đó là các thông tin từ các ETF, đặc biệt là các ETF quan trọng của thị trường như là VNX Factor Việt Nam hoặc là FTFE, thì các ETF này hiện đang ở trạng thái đi cao cho nên là có khả năng sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng mua ròng của khối ngoại. Và cái thứ hai nữa là cái thông tin từ chứng khoán Mỹ, khi mà chứng khoán thế giới cũng đã chìm trong thắc đỏ do là giới đầu tư lo ngại về cái chính sách mới của chính quyền Trump. Về thị trường chứng khoán Việt Nam thì vào phiên sáng nay áp lực chốt lời đã thực sự gia tăng mạnh mẽ, khi mà trong phiên sáng thì có lúc đã cố gắng vượt ngưỡng 725 điểm. Tuy nhiên là khi mà đụng cái ngưỡng này thì thị trường đã đuối sức và đã quay đầu điều chỉnh trở lại. Chỉ sau một tiếng đồng hồ giao dịch vào phiên sáng thì đến khoảng 10 giờ thì áp lực chốt lời đã làm cho thị trường quay lại giảm điểm. Kết phiên sáng thì VN-Index đã giảm 1,51 điểm tương đương với 722,1 điểm, khối lượng đạt 141 triệu đơn vị tương đương với 2.000 tỷ đồng. Không chỉ có VN-Index giảm điểm mà HNX Index cũng như các chỉ số khác đều chìm trong sắc đỏ, và riêng có Upcom Index là tăng nhẹ 0,1 điểm. VN30 thì cũng giảm mạnh với 2,35 điểm. Các cái mã lớn như là Masan, Vietcom, Sabeco, Vincom, BID, CTG đều đỏ mạnh. Riêng Masan thì giảm tới 2,3%. Các cái mã còn lại như là ROT và BVH, Vinamilk, Vietjet thì cũng chỉ giúp cho thị trường không rơi quá mạnh mà thôi. Một số mã cơ bản khác trong phiên sáng nay thì có một lực mua khá là tốt và vẫn còn xanh trong phiên sáng như là CII, Hoa Sen, RI, CTPT và Đất Xanh. Một số cổ phiếu khác của nhóm cao su và nông nghiệp thì cũng có sắc xanh. Riêng hai mã cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai thì đang gặp cái lực cản rất là mạnh và giảm điểm trong phiên sáng. Dòng chứng khoán thì cũng chỉ có SSI tăng nhẹ, còn SHS và VND thì cũng có sắc xanh nhưng mà lại không có lệnh dư lệnh mua nào, mà chỉ có lệnh mua giá tham chiếu và giá đỏ. ITA thì trở thành cái nhóm cổ phiếu mà có khối lượng giao dịch lớn nhất trong phiên sáng ngày hôm nay với khối lượng đạt 13,6 triệu đơn vị. Còn FLC thì đạt 11,5 triệu đơn vị, tăng nhẹ trong phiên sáng 1,4%. Việt Hàn thì tuy đã hết trần nhưng vẫn tăng 5,9%. Ở sàn Hà Nội thì một số cái tên quen thuộc vẫn được nhắc đến như là SHB, HUT và ACB. Những cái mã này vẫn cũng ở trong xu thế giảm điểm. SHB thì đứng đầu về khối lượng của sàn Hà Nội với 4,4 triệu đơn vị được khớp này. Thưa chị, thì chị có nhắc đến cái cổ phiếu của Vietjet. Vậy thì xin hỏi thêm là chị đánh giá như thế nào về tình hình hoạt động của hãng này và triển vọng của hãng này trong tương lai như thế nào? Năm 2016 đó là một cái năm đại thắng của cái nhóm cổ phiếu hàng không giá rẻ, không chỉ của Việt Nam mà là của Đông Nam Á, với nhiều hãng lên sàn và được khối ngoại săn lùng như mua rất mạnh. Ở Việt Nam thì hãng hàng không Vietjet lên sàn từ tháng 2 năm 2017 và đã đến hiện tại là ghi nhận đã tăng hơn 16%. Theo nghiên cứu của chúng tôi thì các hãng hàng không tại Đông Nam Á thì đang tận dụng được cái tốc độ mà đô thị hóa rất là nhanh và mạnh của khu vực, đồng thời là cái tầng lớp trung lưu đang có cái nhu cầu là dịch chuyển cái phương tiện đi lại từ cái nhóm là ô tô và tàu hỏa chuyển sang máy bay, thì nhóm hàng không giá rẻ tại khu vực đã tận dụng được cái ưu thế này. Còn về Vietjet ở Việt Nam thì hiện tại với cái điểm là đang thống lĩnh thị trường, như là cái thị phần thì sát nút với Vietnam Airlines, và cái thứ hai là cái tốc độ tăng trưởng, với cái tốc độ tăng trưởng dự kiến từ năm 17 đến 19 vẫn là rất khả quan, với cái tiềm năng mà thị trường trong nước cũng mạnh cộng với là tiềm năng du lịch nước ngoài thì chưa được khai phá mạnh. Vào cái khoản Vietjet thì
tăng mạnh trong cái khoảng là năm gần đây. Và cái đợt chào bán riêng lẻ vừa rồi thì nhà đầu tư nước ngoài rất là chào đón tìm mua, thì cũng chứng tỏ sức hút lớn của nhóm cổ phiếu này. Theo tôi thì dựa trên các cái phương pháp định giá thì có thể định giá là Vietjet tầm khoảng từ 140 tới 145 ngàn đồng một cổ phiếu, thì với mức giá hiện tại thì có lẽ là cũng chưa hấp dẫn lắm đối với nhà đầu tư chung và dài hạn. Tuy nhiên nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn thì có thể tham gia. Thưa chị, quay trở lại với thị trường chứng khoán trong nước thì phiên chiều hôm nay thị trường vẫn đang tiếp tục giảm điểm và cái sự thận trọng đã tăng dần trong ngắn hạn. Chốt phiên sáng đóng cửa tại cái mức 722 điểm, sát gần cái mốc 702. Vậy thì cái mốc 702 có bị phá vỡ trong phiên buổi chiều không ạ? Trong phiên chiều thì chỉ số đã thực sự bị phá vỡ ngưỡng 702, với cái thống kê chủ yếu là bên bán đang hoàn toàn chiếm ưu thế. VN Index kết phiên giảm 4,26 điểm, tương đương 0,59%, xuống mức là 719,26 điểm. HNX Index cũng giảm tới 0,92 điểm, xuống mức là 90,54 điểm. Độ rộng toàn thị trường với 191 mã tăng, trong đó có tới 257 mã giảm, thì cho thấy là ưu thế hoàn toàn chiếm về phía bên bán. Giá trị khớp lệnh của hai sàn trong phiên chiều nay đạt gần 3.700 tỷ đồng. VN Index ở trạng thái đỏ trong hầu hết cả phiên giao dịch. Đáng chú ý nhất trên sàn HO đó là nhóm nông lâm ngư nghiệp, ngân hàng và thực phẩm, đồ uống đều điều chỉnh khá lớn. Về nhóm nông lâm ngư nghiệp thì các mã đại diện như là HAG, CTP, HKT đang điều chỉnh khá mạnh. Tuy nhiên thì nhóm cổ phiếu ngân hàng, thực phẩm, đồ uống tuy là có điều chỉnh mạnh nhưng mà lại được khối ngoại mua ròng khá là lớn, với điển hình như là STB, CTG hay là Vinamilk. Một đại diện lớn khác của sàn đó là Sabeco, thì Sabeco hiện tại là vẫn đang tích lũy kéo dài ở trong cái vùng đỉnh từ của tháng 12 năm 16, đó là vùng 190 tới 200 ngàn, thì đây cũng là một cơ hội cho đối với nhà đầu tư mà ưa thích cái cổ phiếu này. Khối ngoại thì ngày hôm nay đã mua ròng các cái nhóm cổ phiếu chứng khoán trên sàn với các mã như là Bảo Việt, VND, tuy nhiên các mã này thì vẫn là giảm điểm. PVS thì cũng được mua ròng mạnh và cũng giá cũng không có đột biến. Kết phiên thì khối ngoại đã mua ròng 79,62 tỷ trên sàn HO và 11,42 tỷ trên sàn HNX Index. Vâng, xin cảm ơn chị. Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi của chị Đỗ Thị Thanh Hiếu cũng đã khép lại phần đầu tiên của chương trình. Xin quý vị đừng chuyển kênh, chúng ta sẽ cùng đến với phần 2, phần cập nhật những thông tin thị trường đáng chú ý.